Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số vụ, số đối tượng, tính chất, mức độ với tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong những năm gần đây, Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà phối hợp với Ban Nhân dân hai phường Mân Thái và Nại Hiên Đông đã tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án mua bán sử dụng trái phép chất ma túy trong cộng đồng. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà, từ đầu năm đến nay trên địa bàn quận đã xảy ra 72 vụ vi phạm pháp luật hình sự với 151 bị can phải khởi tố về các tội giết người, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và 20 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá, tội phạm trẻ hóa ngày càng gia tăng và có xu hướng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, làm dấy lên lo ngại sinh hoạt, ăn chơi thiếu lành mạnh trong một bộ phận của giới trẻ hiện nay. Trước thực trạng đáng báo động này, các cơ quan bảo vệ pháp luật quận phối hợp với chính quyền địa phương nơi có số người vi phạm pháp luật tăng, tổ chức phiên tòa giả định, diễn lại vụ án hình sự có thật về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật, góp phần ngăn ngừa các hành vi sai phạm do thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật. Mục đích của việc tổ chức các cái phiên tòa giả định như thế này nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho cái đặc biệt là đối với gia đình, các tổ chức chính trị xã hội, đối với các thanh thiếu niên trên cái địa bàn phường nói riêng và trên địa bàn quận nói chung, nhằm cái tăng cường cái nhận thức pháp luật của cái lứa tuổi này, nhận thức rõ hơn và tính nghiêm trọng của việc và hậu quả của nó khi vi phạm, để dẫn đến cái vấn đề sẽ chịu cái hậu quả nặng nề và đến cái ảnh hưởng đến cái tương lai của các cháu. Phiên tòa giả định lần này được lấy nội dung từ một vụ án có thật xảy ra trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, được quy định tại Điều 255 Bộ Luật Hình Sự. Theo đó, Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra phòng 70, khách sạn Bình Minh, phát hiện 4 đối tượng đang sử dụng ma túy và trên bàn có một gói ni lông màu trắng có chứa 2 viên thuốc lắc và 1 gam ma túy loại ketamin. Ban tổ chức đã xây dựng kịch bản công phu kỹ lưỡng và trực tiếp tham gia đóng vai hội đồng xét xử, kiểm sát viên, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hành vi phạm tội và diễn biến phiên tòa được thể hiện sinh động, dễ hiểu, đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định, đã thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân trong khu vực. Dạ, em thấy có những cái phiên tòa giả định như thế này hắn sẽ rất là hay. Cái thứ nhất là sẽ được tuyên truyền được cho các giới trẻ và các thanh thiếu niên ở trong khu dân cư ở đây, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để cho mọi người và những người phụ huynh ở đây thấy được cái mức độ nghiêm trọng và cái mức độ hình phạt của đối với chất sử dụng ma túy nó cao đến chừng nào, để họ răn đe và họ có những cái lời khuyên dành cho con cái của mình. Những phiên tòa giả định như thế này để cho các em biết thêm rằng, tức là có nghĩa là ma túy thì nguy hại như thế nào, và các bậc phụ huynh cũng biết được là cách quản lý con cái và cái sự nguy hại của ma túy như thế nào để mình biết mà quản lý con cái. Cái phiên tòa này rất là hay đấy, rất là hay. Vì sao? Nếu mà bố mẹ nào cũng nhiệt huyết nghĩ đến đi dự này thì rút rất nhiều kinh nghiệm cho giáo dục con cái sau này. Bao giờ mình cũng nghĩ con mình tốt ấy, bao giờ thì khi nào ở về nhà cũng dạ thưa đầy đủ về đúng giờ đâu có biết. Nhưng mà lên trường bỏ học, vì giáo viên trên trường là mọi người biết rồi, họ chỉ quản lý trong giờ học của con, mà khi vắng thì vắng, không phép có phép thôi, họ đâu có biết là không phép chẳng đi đâu. Thông qua phiên tòa giả định, ban tổ chức đã gửi thông điệp về đề cập trách nhiệm của gia đình, phụ huynh trong việc quản lý giáo dục con em phải tránh xa ma túy nói chung và vi phạm pháp luật khác nói riêng, đồng thời đề cao vai trò quản lý đối tượng của chính quyền địa phương nơi có nhiều đối tượng vi phạm pháp luật để có giải pháp ngăn chặn. Thì cái mong muốn của địa phương thì làm hết khả năng của mình, từng bước giúp các em, nói chung là khó ở đâu thì hỗ trợ giúp đỡ ở đó. Ngoài cái nội dung mà triển khai tuyên truyền ở tận khu dân cư, tận nhà dân, thì chúng tôi đã kết hợp rất là nhiều cái biện pháp. Thứ nhất là gặp gỡ tuyên truyền tại ủy ban dân phường và lắng nghe đối thoại để giúp cho các em xin việc làm, học nghề. Cái thứ hai thì sắp tới chúng tôi đã kết hợp với lại trường giáo dưỡng của Bộ Công an để cho các em tham quan ở tại trường này, để biết rằng khi mà hư hỏng thì đến đó sẽ được giáo dục như thế nào.